cái nghề nào cũng giống nghề nào, làm sao mà mình vừa giữ ý mình hơn, hay là mình đẹp mình vừa ý mình làm giữ ý nhưng cách gì mà bây giờ mình để vô cho người ta nữa thì thấy trời cũng thì đừng làm hay hơn. Nhìn giữ lại chứ người ta có thằng hư bởi vì trai cũng tội nó, cái anh con trai đúng giữ lại. Chứ mình vừa coi sở đóng sách mình thích nó rồi. Là cái nghề này có sách mình coi hoài. Không ai cho mình mượn, mình khỏi cần. Hồi xưa là làm gia công không à. Bên này có sách may mình quẻ kéo qua này may, bên này có sách may kéo qua may, ta biết là gần tay giới thiệu nhau. Thì giá đều hữu nghị. Mua xong về mình đóng nó bán nó gọn gàng hơn 80 rồi. Bây giờ tính hay quá. Đầy đủ 3D, 4D làm tùm lum, làm nhiều hay mình hoa sữa làm một tay. À, lên đây bà. Mấy người coi TV á, coi chuyện thì họ lại đóng sách. Hồi lâu đóng 1 cuốn, 2 cuốn. Chỉ tên số điện thoại xong. Ông làm lớn, ông làm nhỏ, không biết ông nào. Nhiều khi mấy ông kẹt. Khi người ta ra ngoài, người ta chạy đạp ra ngoài, đưa vào. Mày cũng là dân cao thủ chứ. Nhức cái đầu. Má kê hôi mình làm đã điện, không nhấc máy. Ủa xíu. Tôi làm sắp xếp chứ còn gần từ tôi làm chứ không có lấy liền. Nhưng mà làm liền cái mình lấy cái gì ấy, kim á, rồi bấm á, bấm bắt cây vô cắt cái xong anh về thì nó không có kỳ sách lắm. Nó không được trân trọng, mình cứ chờ cái miệng liền mà không thích đâu. Tập nháp có thể làm được. Mấy đứa nhỏ nó còn đi học thì nó đưa ở mày lấy đây làm cho mày. Bấm kim nó xong. Một kỳ mồ. Ở đây độc thân không à? Nãy mà ông anh á, mấy bà có gia đình ở riêng rồi. Thường là buổi sáng làm hết, là chiều bắt đầu may 5-6 cuốn đợt. Mình mấy cái dây Việt Nam mình đi tay bằng một cái kim mà, hoa ta là tay nữa, hôm nay 4 kim. Tùy cuốn sách mình được coi mình làm chứ không giống nhau gì. Cái dày hay mỏng nữa mình làm cũng thấy em xanh cho nó giữ bền. Xong rồi dán giấy vô, dán giải vô. Mình phải ăn từ từ, chẳng tập gì.